trong nội thành hả anh? Dạ, trong nó bên quận 7 mà nó cũng gần với thành phố mình à. Qua cách nhau khoảng chừng cỡ 3-4 cây số à. Ờ, 3-4 cây số lên tới đi. Mà cái khu nó mắc lắm luôn chú ơi. Đó là không có còn tính mà bằng lượng nữa. Thế cơ? Dạ. Thấy miếng đất không mà tính. Thế đường này là đường gì? Nhà Huỳnh Tấn Phát. Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Anh yêu Huỳnh Tấn Phát còn không anh? Dạ. Ông Huỳnh Tấn Phát còn yêu còn hay mất ạ? Dạ, ông là chắc là mất rồi. Lâu đời rồi. Mà không, Huỳnh Tấn Phát ngày xưa. Vâng. Mà xe con chạy thì ông chạy qua trung tâm á, như chỗ đây chú đón vậy đó. À. Dạ. Nhưng mình chạy vô đây là khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Thế à? Dạ. Khu này thì anh nói khu đắt lắm đấy mà. Dạ, đắt lắm. Tức là nó định nó phát triển một khu đô thị ở đây chứ. Dạ, khu đô thị mới thì toàn nước ngoài với lại dân thương gia đại gia ở không. Coi như người nước ngoài mua nhà ở đây luôn chứ. À. Dạ. Mua ở đây thì phải cỡ vài tỷ chứ. Dạ. Có tới không anh? Dạ, hơn chứ, nhiều người nó có tiền hơn chứ. Không, nhưng mà một cái nhà có lẽ phải một vài tỷ chứ. Dạ, đúng rồi chứ, không có dưới mà hàng ngày đâu. Đây giống như là ruộng á, à. Người ta giải tỏa hết trơn, bây giờ người ta làm một con đường quá trời lớn. Cái đường này thẳng, dạ, thẳng, là ruộng. Thẳng mãi đi thì đi đâu? Dạ, thẳng mãi đi ra cái chỗ cầu Bình Điền, ừ. Là hướng về đi Mỹ Tho, dạ. Cao Lãnh, Sa Đéc, à. Dạ, về Tiền Giang á, à. Dạ. Thế là đường phía đây đấy. Dạ, dạ đúng rồi. Ngày xưa chú biết ở đây nè, chính cái đường mình đi nè là ruộng, đất ruộng, yeah. Người ta làm ruộng chứ không phải là cái đường đi. Thế giờ đây sau giải phóng mới có cái này. Dạ, bắt đầu người ta giải tỏa. Oh. Rồi mới làm một con đường quốc lộ chứ, đường này đường quốc lộ. Đường Lê Văn Linh, quốc lộ lớn nha. Lê Văn Linh hay, yeah. Hay là Lê Quang Linh? Dạ, Lê Văn Linh. Ờ, thì ông Linh bí thư ngày thường xưa ông chết rồi. Dạ. Yeah. Nó đi tới đường Lê Văn Linh. Tức là cái ông ấy đó chứ, bệnh viện FV đó là bệnh viện Pháp Việt á. Và bệnh nước ngoài. Cái khu bên tây trái này cái gì? Là mấy cái công ty của người ta á. Yeah. Dạ, công ty hotel đó nó nằm cái gì nó bao gồm cho nó đủ hết trơn chứ. Dạ. Rồi lát mình lên cái lên nữa mới là ngay khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. À, tôi tưởng tới rồi. Dạ, phải cũng đó. Ở vô cái vùng dãy nhà bên đó. À. Với là bên đây nữa, hai bên. Ôi, đẹp quá anh nhỉ. Dạ. Cái bảng hồi nãy nó vẽ cái chỗ cầu hả con? Hồi nãy con chỉ á. Dạ. Dạ, là chỗ này là cái đường lên dốc cầu lại cái vòng cung nè. Khu này là khu gì? Dạ, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Phú Mỹ Hưng. Dạ, quận 7 á. Quả nhiên là nó có đẹp anh ạ. Dạ. Nó có mấy trò chơi cho con của nước ngoài là chơi á, đầy đủ hết. Hay không? Thì mình chạy mặt tiền đường thôi đó, chứ mình không có chạy vô trong á. Dạ. Không vào trong được hả? Dạ được chứ, vào trong được mà lần cũng đó đó. Ờ, trong đó người ta lại đi loanh quanh vào trong. Cứ đi thẳng xuống dưới kia, yeah. Ta vào trong được không? Dạ được. Ok, đi thẳng.
xây cũng như nhà, cũng như nhà, nhà Tây bên ấy, Tây nước ngoài, nước ngoài nó cũng thế rồi, không thế không. Có nhiều người ở tỉnh á, chứ lên đây này kêu con chở qua đây là cho biết khu đô thị Phú Mỹ Hưng mới chở qua thôi. Nhưng mà nhà xây cái kiểu này chắc không đắt, không đắt lắm mấy gì nhỉ? Không đắt. Là bởi vì nhà cứ ở hàng tầng nó ở một hai tầng nó ở cái biệt thự thì mới đắt. Ở trong kia xây một cái biệt thự về 1 triệu đô chứ. Bốn cái và một dãy 4 cái 4 triệu đô. Nó thế đấy nhỉ? Không, nhưng mà nhận nó còn đang